và các bạn đồng nghiệp. Thì trong những năm gần đây, thay khớp vai đảo ngược thì ngày càng được ứng dụng phổ biến trên thế giới, đặc biệt là thay thế dần cho thay khớp vai bán phần cũng như là thay khớp vai toàn phần theo giải phẫu. Vậy thì để hiểu rõ hơn về những cái cơ sinh học cũng như các kỹ thuật để thay khớp vai này, thì sau đây tôi xin được giới thiệu tiến sĩ Phan Đình Mừng sẽ chia sẻ với chúng ta về cái khái quát những kỹ thuật để thay khớp vai đảo ngược. Xin kính chào quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn Bệnh viện Tâm Anh đã cho tôi vinh dự được tham gia hội nghị trực tuyến hôm nay để chia sẻ kinh nghiệm về khớp vai toàn phần đảo ngược. Và xin cảm ơn công ty Vĩnh Đức đã cho tôi cái vinh dự trong cái buổi hội nghị trực tuyến hôm nay chia sẻ kinh nghiệm cho các đồng nghiệp về cái kỹ thuật thay khớp vai toàn phần mà ngày càng trở nên phổ biến hiện nay. Hiện nay thì thay khớp vai toàn phần theo giải phẫu và theo thay lại thì chiếm khá ít, và như ông Peter Campbell của bác sĩ của Úc đã thống kê thì hiện nay xu thế của thế giới thì chúng ta chủ yếu là thay khớp vai đảo ngược vì những cái tính chất đã ưu việt đặc biệt của nó. Chúng ta có thể thấy là cái thay khớp vai toàn phần đảo ngược là cái mô hình chúng ta thấy ở đây, và cũng tôi cũng rất là vinh dự trong cái buổi hôm nay được chia sẻ cái kinh nghiệm cùng với các quý đồng nghiệp. Và cũng xin một chút là chúng ta là hiểu về cái ông Peter Campbell mà lát nữa sẽ show cái kỹ thuật thay khớp vai đảo ngược cho chúng ta. Là tôi có dịp tiếp xúc với ông này trong cái dịp đi hội nghị ở Cần Thơ cùng với lại bác sĩ Nam Anh và ông Andrew Pitcher, một cái phẫu thuật viên hàng đầu của Úc về cổ và bàn chân. Ở đây là ông Peter Campbell, đây là ông Andrew Pitcher, và ở đây thì các bạn đã biết rồi là bác sĩ Nam Anh. Và có một cái dịp rất là vui khi mà du lịch trên sông nước của Cần Thơ vào ngày 6. Và ở ngày thứ 7 thì là ông có bài nói về bệnh lý khớp vai tại Bệnh viện Trung tâm Đâm Đột Quỵ của Cần Thơ, SIS. Chúng tôi chụp ảnh như thế này, rất là vui. Quay lại bài của ngày hôm nay thì chúng ta hiểu như thế nào là khớp vai đảo chiều. Là khớp vai nhân tạo là cái khớp mà thay thế cho phần khớp vai tự nhiên bị thoái hóa, lão hóa. Và trong cái khớp vai đảo chiều thì cái phần chõm cầu như bình thường nằm tại đầu trên xương cánh tay thì chuyển sang cái vị trí của chảo. Chúng ta thấy ở đây là cái phần khớp vai bình thường ở đây, đây là vị trí của chảo, đây là cái phần đầu trên xương cánh tay. Và ở trong cái khớp vai đảo chiều thì chúng ta thấy là cái phía ổ chảo là trở thành cái chõm cầu và phía đầu trên xương cánh tay trở thành cái phần lõm vào thành cái khớp vai chiều. Và chỉ về cái chỉ định thay khớp vai đảo chiều thì có thể là trong những trường hợp mà thoái hóa khớp vai, gãy phức tạp đầu trên xương cánh tay, rách lớn chóp xoay, và những trường hợp thay lại khớp vai. Ở đây chúng ta thấy là hình ảnh thoái hóa khớp vai của phía cả phía ổ chảo và cả phía chõm đầu trên xương cánh tay. Đây là cái hình ảnh MRI. Cái chõm xương cánh tay nó bị thoái hóa, nó bị lõm vào như thế này. Và đây là cái trường hợp thay khớp vai đó chúng tôi thực hiện tại Viện Chấn thương Hình Bệnh viện 175. Và chúng ta có thể thấy ở đây là ngay sau mổ thì bệnh nhân cảm thấy rất là đỡ đau, cái cơn đau ở ban đêm giảm rất là nhiều, và cái biên độ vận động phục hồi hầu như gần hoàn toàn. Đây là cái hình ảnh được ngay sau mổ, và cái hình ảnh tổn thương trên CT cũng như là hình ảnh chụp sau một tuần. Và bệnh nhân tái khám sau một tháng thì hầu như là hồi phục hoàn toàn, gần hoàn toàn, và biên độ vận động thì chỉ có là giảm một chút thôi. Và cái hình ảnh này là bệnh nhân lúc ra viện có chụp lại kỷ niệm với lại khoa chi trên của Viện Chấn thương Hình Bệnh viện 175. Và chúng ta thấy là cái khớp vai chụp lại thì khá là ổn. Tư thế bệnh nhân khi mà thực hiện thay khớp vai toàn phần kiểu đảo ngược thì chúng tôi hay chọn là tư thế Big Chair với vô cảm là mê nội khí quản và tê đám rối thần kinh cánh tay, kết hợp để giảm cái liều thuốc mê sử dụng ở trong mổ cho bệnh nhân. Điều đặc biệt cần lưu ý khi chúng ta thực hiện cái tư thế Big Chair là bệnh nhân ở tư thế nửa nằm nửa ngồi ở đây, và cái đầu bệnh nhân được kê trên một cái giá đỡ, làm sao để cái khớp vai của bệnh nhân thò ra phía ngoài, và cái cánh tay bệnh nhân là có thể xoay trong xoay ngoài và dạng cũng như là để thả lỏng thõng xuống ở dưới này để chúng ta can thiệp ở phần đầu trên xương cánh tay. Ở phía từ khuỷu xuống tới cổ bàn tay thì cái tay của bệnh nhân có một cái giá đỡ ở đây để hỗ trợ cho người phụ
trong quá trình phẫu thuật. Và một điều quan trọng nữa là chúng ta cần nhớ là chúng ta sẽ kê một cái miếng đệm chêm ở phía sau xương bả vai của bệnh nhân để cho cái khớp vai nó mở ra để chúng ta dễ dàng thao tác trong cái quá trình phẫu thuật. Và chúng tôi kê một cái máy CA vào phía trên đầu bệnh nhân với cái bàn mổ không cản quang để chúng ta có thể kiểm tra được vị trí của các cái implant trong mổ để có thể chúng ta có thể chỉnh sửa và sửa chữa kịp thời. Đây là hình ảnh trong mổ, chúng tôi có phẫu thuật viên đứng ở vị trí đối diện với vai bệnh nhân và có người phụ 1 ở đây, người phụ 2 và người phụ thứ 3 là đứng phía đối diện. Chúng tôi sử dụng đường mổ qua rãnh delta ngực và cái mốc của đường mổ là từ móng quả đến nơi bám của cơ delta ở phía ngoài như thế này. Sau khi qua da và tổ chức ghi da, chúng ta làm cái tích mạch đầu là một cái địa điểm giải phẫu quan trọng. Khi mà chúng ta thực hiện cái này, chúng ta cũng đều nắm được rồi. Và như ông Campbell thì ông chọn cái phương pháp là vén cái tích mạch đầu ra phía ngoài, nhưng mà thực tế trong kỹ thuật chúng tôi thường làm thì khi mà vén tích mạch ra ngoài thì nó dễ bị rách và dễ bị tổn thương, cần phải xử lý. Do vậy là trong kỹ thuật tại chúng tôi thì hay dùng vén tích mạch đầu vào trong. Và lưu ý là khi chúng ta vén như vậy thì chúng ta để lại một cái cơ để tránh bộc lộ trực tiếp tích mạch đầu dẫn đến rách tích mạch đầu và chúng ta phải thắt, thì diễn biến sau mổ bệnh nhân sẽ không tốt lắm. Và chúng ta cắt cái bờ trên của cơ ngực lớn ở đây một chút và chúng ta nhớ đánh dấu để sau này có thể khâu lại cái cơ ngực lớn. Và ở tại vị trí này chúng ta cần đặc biệt chú ý là có cần thần kinh nách nằm ở phần dưới của cơ dưới vai ở phía trước, và chúng ta khi mà chúng ta bộc lộ vào vị trí này chúng ta cần cái bảo vệ thần kinh nách. Ở đây có một cái cấu trúc giải phẫu nữa khá là quan trọng là cái động mạch mũ trước. Chúng ta cần thắt đốt và cắt cái động mạch mũ trước để tránh cái gì mà chảy máu sau này. Và cái kỹ thuật này thì chúng tôi dựa vào cái kinh nghiệm của ông Campbell là ông khuyến cáo chúng ta là luôn luôn giải phóng cái nơi bám của gân dưới vai thật là sát xương ở phía mố động nhỏ và vén giải phóng cơ dưới vai cùng với lại bao khớp vai cùng thành một lớp và vén xuống dưới, luôn luôn bám sát bờ xương ở vị trí này. Bằng cách như vậy thì chúng ta có thể tránh được cái tổn thương của thần kinh nách ở vị trí này. Và sau đó khi mà cắt cái cơ dưới vai ra thì chúng ta đặt cái hốc man ở phía nền của cái móng quạ và lật ngược lên để banh rộng trường mổ. Cánh tay được khép và xoay ngoài để chặt cái đầu trên xương cánh tay ra phía ngoài như chúng ta thấy ở đây. Và sử dụng cái đục để đục các cái gai xương nằm ở bờ dưới của đầu trên xương cánh tay. Sau đó chúng tôi tiến hành khoan lối vào ống tủy xương cánh tay theo giải phẫu thì là 1 cm ở phía trong của rãnh nhị đầu ở vị trí này, và chúng ta mở rộng cái doa cái ống tủy của đầu của xương cánh tay theo các cái dụng cụ lắp ráp của công ty như thế này. Và chúng ta gắn bộ gá khung ngắm định vị cho việc cắt lát đầu trên xương cánh tay. Điểm đặc biệt quan trọng ở vị trí này là khi gắn bộ gá vào, chúng ta luôn luôn nhớ là cái lát cắt này nó ngả ra sau là 20 độ để đảm bảo là phục hồi chức năng tốt sau khi phẫu thuật thay khớp vai. Chúng ta gắn hệ thống định vị doa đầu trên xương cánh tay sau khi thực hiện lát cắt ở đây, và chúng ta gắn hệ thống định vị vào như thế này và doa rộng đầu trên xương cánh tay, gắn ca bộ gá để tiến hành làm lõm sâu lõm đầu trên xương cánh tay. Thì sau ở đây chúng ta gắn stem của đầu trên xương cánh tay và chúng ta doa rộng đầu trên xương cánh tay như thế này. Sau khi mà doa đầu trên xương cánh tay thì chúng ta gắn cái stem giả vào trong đầu trên và gắn các cái hệ thống liner và nắn chỉnh vào khớp để kiểm tra cái độ vững của khớp và biên độ vận động của khớp. Nếu đạt yêu cầu thì chúng ta sẽ chuyển sang gắn stem thật và cái phần của cái ổ chảo phía đầu trên xương cánh tay như thế này. Ở đây thì chúng tôi nói liên tục từ cái phần mà cắt lát đầu trên xương cánh tay cũng như là doa cái ống tủy đầu trên và gắn cái stem giả như gắn stem thật theo các bước để chúng ta dễ hình dung. Còn trong phẫu thuật thực tế thì
Thường là phẫu thuật viên sẽ cắt lát đầu trên xương cánh tay trước, sau đó chuyển sang làm cái phần hỗ trợ cho xong rồi sau đó mới quay lại là làm đầu trên xương cánh tay. Chúng ta thấy ở các phần sau. Sau đó thì chúng ta chuyển sang là bộc lộ cái ổ chảo và can thiệp các bước ở trên ổ chảo. Chúng ta sử dụng cái banh Cucuda để gạt đầu trên xương cánh tay. Điểm quan trọng ở đây là chúng ta nhớ khép cái cánh tay vào trong thân người và xoay ngoài tối đa để đảm bảo là cái chỏm xương cánh tay nó rời ra phía sau. Và đây là cái banh Cucuda để tựa vào bờ sau của ổ chảo để bẫy hoàn toàn cái đầu trên xương cánh tay ra sau. Đây là một cái Hofmann để tựa vào bờ trước của cái ổ chảo. Và chúng ta bộc lộ hoàn toàn ổ chảo qua trường mổ như thế này, xác định cực trên, cực dưới và phía trước và phía sau của ổ chảo, và xác định tâm của chảo ở phần thấp của tâm của chảo ở phần thấp của cái diện của chảo hình quả lê như thế này. Và khoan kim dẫn đường, đặc biệt điểm đặc biệt là khi sau khi xác định tâm của cái ổ chảo thì như khuyến cáo của ông Campbell thì nó thông thường nó cách cái bờ dưới của cái ổ chảo là khoảng 11,2 mm. Nếu chúng ta sẽ quá cao thì nó sẽ dẫn đến là cấn sau cái mổ, cũng như quá thấp thì nó sẽ dẫn đến cái overhang là nó gồ lên ở phía bờ dưới của cái ổ chảo. Và sau khi khoan kim dẫn đường thì chúng ta đặt cái lưỡi doa vào cái ổ chảo. Cái lưỡi cỡ của lưỡi doa này được đo theo cái đường kính của chảo theo các số cỡ số ở trong mổ theo các thứ tự như thế này. Và sau khi lắp lưỡi doa thì chúng ta lưu ý là chỉ doa đủ hết phần sụn của ổ chảo thôi. Nếu mà chúng ta doa quá sâu đến cái phần xương mềm ở dưới thì cái tác dụng làm vững cái chân đế của cái ổ chảo nó sẽ kém, và như vậy là kết quả sau mổ nó sẽ không đạt yêu cầu. Và sau khi mà khoan cái lỗ trung tâm cho cái chân trung tâm của cái phần chân đế của cái ổ chảo của khớp nhân tạo ở đây, chúng ta khoan cái lỗ ở bờ trên và ở cực trên và cực dưới của cái phần chân đế như cái hình minh họa chúng ta thấy ở đây. Đây là khoan cái lỗ ở bờ dưới, khoan cái lỗ ở bờ trên của cái phần chân đế. Và sau khi mà khoan lỗ ở trên và dưới phần chân đế thì chúng ta gắn cái chân đế vào và bắt vít ở trên và vít dưới. Sau đó thì chúng ta gắn cái phần lồi cầu ở phía ổ chảo, bắt vít cố định vị trí này như cái minh họa chúng ta thấy ở đây. Và chúng ta quay lại cái phần đầu trên xương cánh tay. Ở đây thì cái phần các hình ảnh thực tế ở trong mổ như cái hình minh họa như slide trước tôi đã mô tả cái doa đầu trên xương cánh tay theo cái trục định hướng. Đây là cái stem định hướng trước đó, và sau đó thì là chúng ta tháo cái stem định hướng ra và gắn cái stem thật vào sau khi mà kiểm tra cái dụng cụ thử vào đảm bảo là biên độ vận động gấp duỗi dạng và xoay ngoài cũng như độ vững của khớp vai, và kiểm tra xem có cấn ở trong cái khớp vào mỏng cùng vai hay không. Nếu các tiêu chí đó đạt yêu cầu thì chúng ta sẽ tiến hành đóng cái khớp vai. Thông thường thì trong kỹ thuật của chúng tôi thì sẽ khâu phục hồi lại gân cơ dưới vai và cơ ngực lớn ở thì trước chúng ta đã giải phóng, cũng như là cơ trên gai ở phía trên này. Nhưng theo kỹ thuật của ông Campbell, nếu như chúng ta thấy ông trình bày là ông sẽ không phục hồi lại cái nơi bám của gân cơ dưới vai ở phía trước và chỉ đóng đơn thuần là đóng cơ delta. Và sau kỹ thuật thì chúng tôi là khâu phục hồi nơi bám gần cơ dưới vai, đặt dẫn lưu, khâu đóng vết mổ theo lớp. Đây chúng ta xem về tóm tắt cái quá trình thay khớp vai đảo chiều. Cái này video từ đầu tiên là chúng ta khoan lối vào ống tủy đầu trên xương cánh tay, sau đó là doa rộng cái lối vào của ống tủy và gắn đặt hệ thống gá và cắt lát cắt đầu trên xương cánh tay. Chúng ta nhớ là ngã ra sau 20 độ, và cái này hệ thống phun ngắm là định đánh giá từ cái que ngắm này với lại cái trục của cái cẳng tay. Ở đây là chúng ta hoàn thành cái lát cắt của đầu trên xương cánh tay.
gắn cái STEM vào. Và chúng ta gắn cái dụng cụ định hướng để xoa lõm cái đầu trên xương cánh tay. Chúng ta nhớ là cái góc nghiêng sau 20 độ. Sau khi xoa rộng đầu trên xương cánh tay thì chúng ta tháo cái stem trio này ra. Và chúng ta gắn dụng cụ thử vào. Đây là cái trio, cái dụng cụ thử để chúng ta gắn nắn thử vào khớp để kiểm tra độ vững và kiểm tra biên độ vận động của khớp vai. Đây là cái phần chỏm cầu phía ổ chảo, ba bát vít vào. Phần chỏm cầu ổ chảo được bóc bát vít vào phía chân đế và cái vít trung tâm. Đây là vít trung tâm. Và kiểm tra độ vững cũng như biên độ vận động của khớp vai và kiểm tra xem cái khớp vai nhân tạo có bị cấn vào cái mỏm cùng vai hay không. Sau đó thì chúng ta sẽ gắn cái hệ thống stem thật vào đầu trên xương cánh tay. Đây là cái liner. Và đây là cái khớp vai nhân tạo đã đặt được đúng vị trí.